Xin chào các bác nha. Chúc các bác một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay mình xin giới thiệu với lại các anh các chị một cái dòng giày thể thao loại rất là đẹp, giá thành cực kỳ hấp dẫn. Đây là một đôi giày thể thao, chất lượng thì các bác cứ nhìn, kể cả đường kim mũi chỉ rất là tinh túy, nét căng luôn. Đấy, chất lượng thì các anh chị cứ yên tâm về bảo hành. Sản phẩm này đi mà cứ bật đế, bật mép, rách ra, gãy đế, chúng tôi sẽ đổi hoàn toàn 100% cho các anh chị. Đấy, kiểu dáng rất là đẹp. Đấy, chất lượng đế các bác nhìn này, rất là đẹp đúng không? Độ ma sát thôi rồi luôn, da cực mềm. Đấy, chất lượng này nếu mà các anh chị mà đi mà có sự cố hay là bị hỏng vô cớ cứ mang lại đây cho chúng tôi sẽ đền cho các anh chị 100%. Trong khi đó các anh được chị được lấy một đôi giày mới, và khi các anh chị đã đi giày cũ rồi không phải mất tiền, ngẫu nhiên các anh chị sẽ được sử dụng hai đôi giày rất là thoải mái đúng không? Đấy, thì hôm nay tôi cũng giới thiệu cho các anh chị biết, có anh chị nào có nhu cầu sử dụng dòng giày thể thao này mùa đông ra rét rồi. Đấy, chất lượng đế thì yên tâm luôn, mùa đông này có đôi giày này đi vừa ấm áp, thoải mái, mềm mại, đi làm cũng được, đi chơi cũng được. Đấy, đi ngoại giao cũng được các anh chị nhé, đôi giày dáng rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, này tôi giới thiệu đấy, đây này các bác nhìn, khi đôi giày nó đẹp thì kể cả cái dây nó cũng đẹp anh chị nhé, dây nó cũng đã chất lượng. Đấy, nhưng cái giày này thì nó còn như là không cần phải buộc dây các anh chị, cái cổ là nó như là cổ chun, nó rất là ôm vào cái chân của mình mà nó mềm mại. Có anh nào, anh chị nào muốn có sử dụng cái dòng sản phẩm này thì cứ để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại sau ít phút nhé. Đấy, nhưng mà nhớ là phải để số điện thoại lại nhé, thì chúng tôi mới gọi lại tư vấn cho các anh chị nhé. Đấy, các anh chị nhìn tôi là một gương mặt tiêu biểu của sản phẩm giày dép, siêu thị giày dép Thức Hoài, các anh chị biết rồi. Đấy, tôi bán ngành giày dép là cũng rất là nhiều năm mà cũng rất là uy tín, là nói là làm chứ không bao giờ có một cái sự gọi là gian trá hay là từ hàng nọ sọ hàng kia, từ hàng rẻ tiền đổi sang hàng đắt tiền hay là như thế nào thì các anh chị cũng biết nhé. Riêng về cái thương hiệu Thức Hoài thì nó cũng đã là một thương hiệu rất uy tín các anh chị nhé. Thế thì hôm nay mình giới thiệu thế, thì có anh chị nào có nhu cầu thì cứ để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho anh chị nhé. Xin chào, chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé.